Xin chào các bạn, lại là Thọ đây. Khi mà iPhone 14 có thông tin được ra mắt thì có nhiều người nhận định rằng trong cái chiếc điện thoại iPhone 14 này á, thì Apple sẽ không có trang bị màn hình OLED do công ty BOE của Trung Quốc sản xuất. Tuy nhiên gần đây thì một vài thông tin rò rỉ cho rằng thì Apple sẽ không có loại bỏ BOE. Vậy thì thật hư như thế nào? Theo trang The Athletic, Apple đang đánh giá màn hình OLED cho iPhone 14 trong tuần này trước khi cho sản xuất hàng loạt. The Athletic cũng cho biết Apple vẫn sẽ đặt màn hình OLED cho dòng iPhone 14 từ 3 công ty đã cung cấp cho dòng iPhone 13 là Samsung, LG Display và BOE. Các tấm nền màn hình OLED được đề cập là dành cho mẫu iPhone 14 có màn hình 6.1 inch sẽ đi vào sản xuất hàng loạt bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 8 tới. Samsung sẽ là nhà cung cấp màn hình chính cho Apple trong năm nay với cả iPhone 14, 14 Plus hoặc iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro, Pro Max và dòng iPhone 13. Trong khi đó, LG sẽ cung cấp màn hình OLED cho iPhone 13, iPhone 14 và 14 Pro Max, còn BOE sẽ chỉ cung cấp màn hình OLED cho iPhone 13 và iPhone 14 tiêu chuẩn. Tóm lại, dòng iPhone 14 của Apple sẽ được trang bị màn hình LTPS và LTPO OLED mới nhất do BOE, Samsung và LG Display sản xuất. ODA cũng cho biết một vài thông số màn hình của dòng iPhone 14. Theo đó, iPhone 14 và iPhone 14 Max sẽ sử dụng tấm nền LTPS OLED với tốc độ làm tươi cao hơn thế hệ trước nhưng vẫn giữ nguyên thiết kế tay thỏ như iPhone 13. Với các phiên bản iPhone cao cấp như iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ sử dụng tấm nền LTPO OLED giống như iPhone 13 Pro và 13 Pro Max nhưng sẽ là thiết kế đục lỗ, hình viên thuốc bên cạnh một lỗ nhỏ để chứa camera selfie và module Face ID thay vì tay thỏ. Tóm lại, bản iPhone 14 tiêu chuẩn của Apple vẫn sẽ sử dụng màn hình do công ty BOE Trung Quốc sản xuất. Các bạn nghĩ gì về thông tin này hãy để lại dưới bình luận để Thỏ được biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.